Kính thưa quý vị, Tôn Thất Hùng của VBS Canada xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại rạp The Royal. Ngày hôm nay là Toronto Real Asian Film Festival, tức là một buổi film festival, một chương trình film festival của tất cả những đạo diễn gốc châu Á tại vùng Bắc Mỹ. Và chúng tôi có tờ chương trình trước mặt và có rất là nhiều các đạo diễn từ châu Âu, từ châu Á cũng đến đây góp mặt, đạo diễn từ Mỹ. Và ngày hôm nay là chương trình chiếu, buổi chiếu của phim Sài Gòn Electric, tiếng Việt là Sài Gòn Vô. Đạo diễn là một người Việt Nam, thưa quý vị. Anh là Stephen Goger. Anh sinh tại Sài Gòn và lớn lên tại Orange County. Chắc quý vị cũng biết là đạo diễn Stephen Goger là rất là quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam. Anh đã từng đạo diễn một phim trước đây và cũng đã từng chiếu tại Film Festival này. Và chút xíu nữa chúng tôi sẽ mời quý vị vào trong hội trường. Có thể là chúng ta sẽ gặp được đạo diễn Stephen Goger hoặc là chúng ta sẽ gặp ban tổ chức và những khán giả đã đi xem. Và hiện giờ quý vị thấy là các khán giả đã đến line up chờ đợi. Và đây là cái logo của chương trình phim đó, thưa quý vị. Toronto Real Asian International Film. What movie are you waiting for? I'm waiting to see Saigon Electric. Saigon Electric? Yep. How do you know about this movie? I cover the film festival every year for my own website called Movie Moxie. Yeah. Yeah, and I've seen the director's previous film, Owl and the Sparrow. But what bring you to this movie, chosen the Saigon Electric? I love dance movies, and I love movies about people from the different sides of the tracks having to work together to overcome something, and it really has that feel to it, I hope. All right, thank you very Hello. Much. How are you? Hi, I'm good, thanks. Yeah. What is your name? Cindy. Yeah. What movie are you lining up for? For Saigon Electric. How do you know about this movie? I go to Real Asian every year, and this sounded like a really good movie when I read about it in the program guide. And what made you chose Saigon Electric to buy ticket? I'm really interested in dance, and I liked the sort of combination of hip-hop dancing with traditional ribbon dancing, and I'm interested in seeing a bit about contemporary Vietnam, so I thought it would be a good movie. All right. Are you from Vietnam or from? No, I'm. I was born here, but my family is from Hong Kong. Oh. Thank you very much. Rất là may với chúng tôi, tại vì ngay từ đầu là cứ nghĩ là không có gặp được anh Stephen, nhưng mà ban tổ chức vừa báo cho biết là anh Stephen đã có mặt tại buổi festival ngày hôm nay và ngay trước buổi chiếu. Anh có thể cho khán giả của đài VBS biết chút xíu về nội dung phim được không anh? Dạ được. Xin chào quý vị VBS và trong thành phố Toronto. Stephen mới đến tối hôm qua, rất là hạnh phúc đến Toronto chiếu ra mắt một bộ phim Saigon Electric. Thì cái phim này nói về giới trẻ Sài Gòn, chính là một cái phim tình cảm, nhưng mà phim này cũng lạ mới cho Việt Nam, cái đó là phim múa, đó là dance film, đó là cũng lạ mới cho phim Việt Nam. Thì trong bộ phim này mình có hai nhân vật chính. Một em từ quê hương tới thành phố, đó là một em nhảy múa truyền thống, đó là múa lụa. Cái nhân vật chính thứ hai, cái đó là một em tên Kim. Kim là nhảy street dance, đó là hip hop. Yeah. Thưa anh, thì khi mà mọi người mà của thành phố Toronto mà nghe đến cái phim, cái tựa là Saigon Electric, thì mọi người cũng rất là thắc mắc, không biết là cái phim của anh là quay ở Bắc Mỹ này hay là ở một nơi nào đó? Dạ không, cái phim này quay tất cả trong thành phố Sài Gòn. Mình chỉ có một ngày mình quay trong Vũng Tàu, mấy cái cảnh biển. Diễn viên và mấy dancer từ Việt Nam luôn. Xin cảm ơn anh. Và không biết là anh có còn một cái gì mà muốn nhắn gửi đến đồng bào Việt Nam mình ở thành phố Toronto? Dạ, theo Stefan, theo đạo diễn, Stefan là một người có dòng máu Việt Nam, đó là người lai Việt Mỹ.
Nhưng mà trong văn hóa Việt Nam, Stefan rất là yêu nước Việt Nam, yêu người Việt Nam. Ở trong mấy bộ phim Việt Nam, Stefan muốn chia sẻ một văn hóa tốt đẹp cho Việt Nam. Xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, thì ngay cả cá nhân của chúng tôi khi mà có một lần xem anh Stephen ở trên sân khấu thì rất là impress, rất là ấn tượng, tại vì anh xuất hiện trên một cái hình hài là một người Caucasian, nhưng mà những người bạn của anh khi mà họ nói tiếng Anh nhưng mà anh mở miệng ra thì anh nói tiếng Việt, và cái đó nó ấn tượng với cá nhân của Tuần Thế Hùng rất là nhiều. Chúng tôi là nhóm Sài Gòn Friends.
biết được múa. Lại biết múa hả? Con có nhiều tài năng. Con phải tự tin vào chính bản thân mình. Lần đầu tiên em gặp nó ngoài đường á, nó còn lơ ngơ lắm. Cho nên xem nó như là em gái vậy đó. Em thấy lo quá à. Khu vực này sẽ bị giải tỏa và một khách sạn lớn sẽ được xây dựng ở đây. Sắp tới có một cuộc thi lớn diễn ra. Dạ. Nếu mà thắng cuộc thi này, tụi con sẽ được ra nước ngoài để thi tiếp. Con nghĩ đó là cơ hội của tụi con. It brought me to tears. It did, it made me giggle like you, but it also brought me to tears too. Thanks. I'm kind of sentimental at heart, so that stuff kind of comes out. If the actors are doing a good job and they move you, then that's a testament to them. So with the dancers, basically they're all from Vietnam. What we ended up doing is when I got there, we only had 4 weeks to prep the film. So we saw about 150 dancers, and we paired them down to 16 total dancers, 8 on each group. And with the speaking parts for the actors, they're all first-time actors. So we saw about 20 to 25 dancers. And I have to say, most of them can't act. But sometimes you find a few gems. So in this film, like Kim and Doughboy, it was their first time on camera, and there's something nice about the natural talent that you can find. More questions out there? How many teen dance films did you watch before making this film, if any? I think I only, well, besides the ones I grew up with, you know, that I don't really recall, because it was so long ago, I think I would reference two. Save the Last Dance. I like that one because it actually had a good human story, and that's what I wanted to do in this film, which wasn't really so much about the dance, but it's really about, you know, the kind of rituals of being young and going through some changes. And then there was another one that I liked that I saw called Stop the Yard, because some of the dancing had a lot of good energy to them, that I kind of wanted that raw energy. So just to kind of put the audience inside the dance, if I could. So I think in the last 10 years, maybe those are the only two that I saw. Do you mind if I repeat the question? Sure.
The question was, do you understand Vietnamese? Yeah, I direct in Vietnamese. So, you know, fortunately, I grew up with a grandmother at home that didn't speak any English. So, because of her, I can speak Vietnamese. So, yeah, it's a non-issue. So that's a very handy thing to have, because me and the actors have a first large community, a Vietnamese community in LA, would I make a film? You know, if the story arises, you know, I would. It's just whatever piques your interest as a writer or a director. So for me, I thought that doing youth culture did not spoke to me at the time. So yeah, it just it really depends on kind of what speaks to you. Can I ask you one more question? Sorry. So then, what are you shooting in LA now? Oh, well, you know, I'd like to try my hand at television. So I'll be doing a spec pilot for HBO. But it is interesting for me because it's a period piece, which is San Francisco Chinatown of 1890, kind of like, I guess, Boardwalk Empire. So it's a lot more expensive than I'm used to doing. And it's a new market, I guess. But still, again, it's always like what interests me at the time. So this time and this era, this project, is really interesting. So hopefully we can kind of see that to fruition. Do you have an announcement? You wanna... I guess you have an announcement for a party. Oh, yeah. I have an announcement of just, if you like film, you know, it'll be on, I guess, video on demand. I think December 1st is the date. I don't know how it works in Canada, but in the States we have a Time Warner Comcast. So you can follow us on Facebook. And being an independent filmmaker, we appreciate the support. We have some cool t-shirts outside. If you'd like to further that support, they're pretty cool. They'll be right outside. And thank you, Toronto. Thưa quý vị, phim đã tan rồi, nhưng mà khán giả vẫn còn lưu luyến và đứng lại để mà nói chuyện với anh đạo diễn Stephen. Và chúng tôi đã gặp được anh Thọ, là một trong những khán giả nói tiếng Việt ngày hôm nay, cũng hình như là cũng khoảng cũng mấy chục người khán giả nói tiếng Việt và đến đây để tham dự cuộc ra mắt bộ phim. Và cảm nghĩ của anh Thọ như thế nào anh? Anh có thể nói tiếng Anh. Yeah. Well, the movie portrayed a very real emotions from the Vietnamese youth in Vietnam. And us youth over here, there was a lot of youth in the theater, and we felt very emotional because, I mean, as young teens and young adults, we kind of know what they're going through, but not exactly because we're from over here. But, I mean, it was such an enjoyable movie, and, you know, for us to be seeing a movie you know, has actors that are Vietnamese and done so well, it makes us very proud to be khán giả, những người mà ngồi gần sau, đằng sau em và bên cạnh em á, cười rồi một hồi á là thút thít khóc. Cái câu chuyện rất là cảm động của các em trẻ Việt Nam. Thì em có một số câu hỏi là các em á thì rất dễ thương, nhưng mà có những người nào là nghệ sĩ chuyên nghiệp không thưa anh? Dạ đúng, cái bộ phim này là có một nửa diễn viên mới, một nửa diễn viên chuyên nghiệp. Thì theo mấy cái dancer, mấy người nhảy hip hop, đó là rất là mới. Tại vì họ nó là, trong bộ phim này quan trọng là mình phải lựa chọn mấy dancer thật. Tại vì nhảy múa hip hop, tập múa hip hop, cái đó là mình cần nhiều thời gian, mấy năm. Thì cái đó là không thể nào là mình mời được một diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng mà bên phía kia, diễn viên Vân Trang đóng vai Mai, nhảy múa lụa, đó là một diễn viên chuyên nghiệp cũng trẻ. Cảm ơn anh. Thì anh nghĩ là tại cuộc phim này là từ đầu đến cuối là đều nói về cái cuộc sống của các em trẻ, các em teenager ở thành phố Sài Gòn. Thì anh nghĩ là anh có thể reflect,
có thể phản ánh được bao nhiêu phần trăm cái đời sống của các em, của các em trẻ Việt Nam? Thực sự nếu mình nói về đời sống mấy tuổi trẻ ở Sài Gòn thì tại vì Stefan sống Mỹ, thứ hai là Stefan không trẻ, thì thực sự là phải tìm hiểu cái đời sống người trẻ là cái đó là cũng khó, nhưng mà cái đó là công việc của đạo diễn phải tìm hiểu cái nhân vật là thế nào. Và trong cuộn phim đó thì có hai nhân vật, có hai em trẻ, họ hỏi với nhau là cái gu của nhau như thế nào. Thì em cũng muốn hỏi anh Stefan là cái gu làm phim của anh là cái gì? Thì nếu mà nói về điện ảnh, phim, thì Stefan một là thích làm mấy cái bộ phim là cũng tình cảm. Nếu em hỏi là đạo diễn này là ok thích cái loại phim nào nhất, là không có phải hành động, không có phải phim hài, nhưng mà phim tình cảm, thì cái đó là điều thứ một. Điều thứ hai là Stefan là sống ở Mỹ nhưng mà cũng yêu nước Việt Nam, yêu văn hóa Việt Nam, thì Stefan cũng muốn phát triển điện ảnh Việt Nam. Ai là người viết truyện phim này anh? Thì cái đó là Steve, người đạo diễn là cũng người viết kịch bản. Anh là người viết kịch bản luôn, dạ. Thưa anh, thì đồng hương Việt Nam cũng biết anh cũng khá nhiều. Cái phim đầu tay của anh là phim... Phim đầu tay là cái đó là tên Chim Cứu và Chim Xe Xẻ. Chim Cứu và Xe Xẻ. Stefan là cũng sinh ở Sài Gòn. Stefan là người lai Mỹ Việt, mẹ người Việt. Là anh đến Mỹ anh hồi năm nào anh ạ? Năm 75, khi đó là lúc 5 tuổi. Xin một lần nữa thì đứng ở ngoài trời thì cũng rất là lạnh thưa quý vị. Anh từ bên Cali qua chắc là lạnh lắm. Đúng rồi, phải đem theo một cái áo lạnh. Thành ra thôi thì không dám lấy chiếm nhiều thời gian của anh, thì tại vì bên trong thì Hùng cũng biết là có rất là nhiều người cũng muốn gặp anh. Thành ra xin một lần nữa thì xin thay mặt cho khán giả của đài VBS Canada xin cảm ơn anh Stefan đã dành thời giờ rất là nhiều và ưu ái cho chương trình chúng tôi. Dạ, cảm ơn quý vị VBS. Cảm ơn anh.